nghiệp của mình thì mình phải bỏ, mình ngưng thời gian này, em đi kiếm tiền xong em quay lại tập tiếp thường Thế thường. thôi, cái tour mà năm nay ế, năm nay đi du lịch chắc chỉ được tháng này tháng 11, 12 rồi, cái Tết còn mấy bạn em về em đưa đi chơi thôi, chắc còn mấy bạn nhiều kiểu. Thì Cái hôm Tết nay là anh mà học đi thức thứ ba, cái bài của anh là nó có 8 thức, là tám tám thức này là của 8 ông tiên ông sáng tạo ra, tám đạo, 8 đạo sĩ ông chế ra 8 động tác. Đóng động tác nó về vật chất đó, là luyện cuộc sống, là cái cuộc sống cho anh cho nó khỏe. Cuộc sống khi cuộc sống khỏe ra nó chính là luyện khí 8 kỳ kinh nâng cao. 8 kỳ kinh là nguyên tắc cao cấp thứ hai của ngành khí công đó. Thật ra là cái khí của 8 cuộc sống, tức là gì, muốn cái nhà nó tốt là cái bê tông cốt thép tốt, thì mình đang tập Đúng bài rồi. đó là xương cốt anh phải tốt là anh mới tập cao lên được. Bây giờ anh tập thể thao đi dục gì cũng được, cái xương anh yếu là thua liền, xương mà xương mục là mẹ chặt tập cái bố gì được, té đâu gãy đó. Thì Cuộc người ta sống quan trọng này cái không phải cuộc sống tập xương, xương luôn, cái xương phải cứng. xương sống Người mà chơi thể thao cái xương phải cứng lắm mới tốt, tốt lắm. Cái xương mà đụng đâu gãy đó, chết mẹ, anh nhảy cao xuống xương xương mấy ông già đó té cái gãy xương liền, bé lại gãy là xương 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 mình giỏ. xương loãng, loãng xương, tức là cái độ đậm đặc của xương không có. Thì cái bài này nó làm cái xương anh đậm đặc, ví dụ cái xương anh ở trước là một, thường thường người ta là nó loãng tức là 100 canxi, còn xương khí công 1000 canxi, thành ra cái xương nó đập vô cây sắt gãy cây sắt luôn. Thì cái muốn muốn luyện nó thì bài muốn luyện xương, xương chỉ có 8 kỳ kinh mới luyện xương được, khí công của 8 kỳ kinh mới đưa khí vào xương, còn mấy bài khí công khác không đưa vào xương được. Tại vì 8 kỳ kinh nuôi xương, còn 12 dịch cân kinh là nuôi 12 tạng, 12 tạng tới 12 tạng phủ, mình có cái bài khí công làm cho 12 tạng phủ khỏe ra. Còn trong vật chất cơ thể, vật lý cơ thể, xương tủy não là bài khí công khác mới nó làm tốt được. Thì bài Bát Đoạn Cẩm anh đang học là bài làm cho xương cốt cứng ra, tốt ra, còn không thôi nó loãng dần. Tại vì mình càng về già cái chất bổ nó không đem canxi vô đủ, mới đầu hồi trẻ anh canxi, anh dụ một ngày nó đem 100 viên canxi vô, về gần về già cái 50 xương nó yếu dần, mà yếu dần anh không biết, anh thấy cái lực yếu hơn, tại vì cái xương nó bọng rồi. Thì khi anh khiêng trong não thông báo xương mày yếu nha, không được khiêng nặng, anh sẽ không dám khiêng nặng, khiêng nặng hồi nó đau nó rên lắm, tại cái xương nó chống được. Thành ra các bác tiên mới nghĩ ra làm sao gia cố cái xương nó lên. Cái người mà xương tốt á, ngồi ngựa cưỡi ngựa không có đau lưng. Anh muốn biết xương tốt không, leo ngựa cưỡi ngày biết liền, nó mẹ thôi ngày mai nằm luôn Nó đêm một đêm luôn. Dằn mà chết. Thành ra cái người Mông Cổ á, cái bài tám bài tóc ba tám cái bài này tụi Mông Cổ nó tập, nó ngồi trên yên ngựa nó tập, anh đang tập là ngồi tư thế vậy không, đó là của người, cái bài này của tụi Mông Cổ, gốc của Mông Cổ mà. Là khi Nhạc Phi đánh cho Mông Cổ đánh không lại, mới lên 8 ông tiên hỏi mẹ sao mình người cũng con người mà sao kỵ sĩ nó, mẹ nó đánh mình cũng có kỵ sĩ nhưng mà kỵ sĩ mình tới giờ ngủ đi ngủ, còn nó ngồi trên ngựa suốt 24 một tháng trời nó không leo xuống ngựa sao nó mạnh vậy. Hỏi ông tiên, tiên đâu có gì khó đâu, tập thẳng trên yên ngựa luôn, nó tập trên ngựa luôn, thấy không, nó bắn cung là cái thực anh bắn cung, nó ngồi trên ngựa nó bắn cung bắn chim được, đâu cần xuống đất, đứng ngồi trên ngựa bắn con chim điêu phút, rớt liền. Mà con ngựa anh tăng đâu có ổn định, nó cứ sập 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 vậy, mà nó vẫn vừa chạy nó vừa bắn trúng, nó giỏi cỡ nào nó đang cưỡi ngựa nó chạy ngang bắn trúng anh liền. Anh là anh đang chuyển động bắn người ta trúng, không bao giờ cầm súng anh vừa chạy bắn người ta trúng không, mà thằng Mông Cổ nó bắn trúng, nó chạy ngựa nó nhắm anh bắn vẫn trúng. Thì được cái độ chính xác của cơ thể nó như nào, cái cơ thể nó phải chính xác lắm thì nó nhắm đâu trúng đó. Thì muốn cho độ chính xác cao là cái xương sống, cái xương cốt phải tốt, mà xương cốt muốn tốt là cứ đập nhau hoài, là cưỡi ngựa cái xương cứ dỗ nhau. Thì cái bài số 1 là kéo giãn cuộc sống, bài số 2 kéo 4 góc cuộc sống, bài ông bắn cung là có 4 góc, còn bài số 1 là kéo cuộc sống, nén cuộc sống, kéo giãn cuộc sống này. Mà cuộc sống có 24 độ, thành ra bài 1 anh học là mới, bài là một kỹ thuật, giống như là một phương, là một cái bộ quần áo, cái mẫu cho anh thôi, mà cái mẫu mẫu quần áo cái bài số 1 là một cái một thức, một áp dụng cho 24 đốt sống, 24 thức khác nhau, không phải một thức đó thôi. Anh mới học cái trước tổng quát đó. Tức là anh học toán nhân mới học toán cũng chưa
số 2 thôi. Mới bắt đầu. Ừ, nhưng mà cái củ chương này nó tới 24 bài củ chương, phải tập nhân tập thức một cho 24 loại đốt sóng. Mà đốt sóng nó phân làm 3 loại. Loại cỏ bề dày cái độ cái ống nhúng nó 1 ví dụ là một đơn vị là 1 mm đi. Đơn vị này. Thì 12 cái đốt xương ngực nó gấp 2 đơn vị. Cái độ nhúng của ngực nó gấp đôi cái độ nhúng cổ. Cái độ nhúng thắt lưng gấp 3 lần độ nhúng của cổ. Yeah. Tức là cái đĩa đệm á, đĩa đệm thắt lưng dày gấp 3 đĩa đệm cổ. Đĩa đệm ngực á dày gấp 2 đĩa đệm cổ. Thành nó có tỷ lệ vậy. Thì là khí huyết đi qua cột sống thắt lưng 3 giây mới đi hết. Yeah. Ít 3 giây trở lên. Khí đi qua đốt xương ngực 2 giây mới hết. Khí đi qua khí huyết qua cổ phải 1 giây mới hết. Thành ra nếu mà đập tập đốt sống cho nó khỏe tổng số là 7 giây cổ, 24 giây ngực là 31 cộng với 15 46 giây. Ít nhất là 46 giây thì khí nó mới đi 24 đốt sống. Cái đó là tập nguyên đốt sống. Còn tập từng đốt sống là tập khác nhau hết. Yeah. Đốt sống cổ có 7 loại tập, 12 đốt sống ngực có 7, 12 loại tập. Có 5 đốt lưng thì có 5 loại tập. Mà 5 đốt lưng tập loại 1 như thế nào, 12 đốt xương ngực tập loại 1 như thế nào, 7 đốt xương cổ tập loại 1 như thế nào. Đó là năm thứ 2 bắt đầu cẩm anh mới học. Yeah. Thì năm thứ 2 anh tổng cộng là 24 nhân 8, 192 thức bắt đầu cẩm là, chứ không phải 8 đâu. Bởi nhiều thằng nó có biết 8 cái mẫu thôi. Cái mẫu, nằm mẫu để mình học. Thành ra tại sao những họ cái công này học hoài không hết, lên cao nó phải mở rộng ra, mở rộng ra. Như hồi trước học toán nhân học rồi, toán nhân 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nhưng mà có một phương pháp. Là bắt đầu cẩm là có một phương pháp, nhưng mà nó có 8, 24 loại cuộc sống. Còn toán nhân là có một toán nhân, nhưng mà có 9 loại số, là 9 bài toán nhân. Còn cuộc sống là 8 thức động cẩm, có 24 đốt sống, nhân là 192 thức. Thì khi anh học lên cao, anh học hết vậy để anh chữa bệnh từng đốt một. Chứ anh học năm thứ nhất anh chưa xong đâu. Thành ra khi mà anh học khí công năm thứ nhất thì thằng năm thứ hai biết anh học năm thứ nhất liền. Năm thứ ba biết ông thứ nhất liền. Tôi giấu anh học đại học, anh nói thằng này chắc có lớp 7, thằng này lớp 8, thằng kia lớp 9, nào đó mượn thấy, nhưng mà nó không biết. Con người vẫn như nhau mà cái kiến thức trong người nó xây dựng khi nó đối phó với xã hội biết liền. Thì cái nền học vấn, cái cục thịt mình á, là cục thịt lớp 7, kiến thức lớp 7, cục thịt lớp 8, kiến thức lớp 8, thì cái người anh sẽ lúc mấy là trong văn hóa tự đạt nó đo coi cái bằng cấp chữ viết của anh. Như anh giờ có trình độ đại học là 12 năm và 14 năm, là cái đó là khi học nó cấp cái bằng của anh. Còn khí công thì không cấp bằng, ngó là biết. Học suốt đời. Học thì đang học. Khi anh học 3 năm đầu về anh luyện hoài, anh sẽ lên dần. Lấy bài về tập. Những ngày đi học của ông thầy là lấy bài về nhà để tập thôi. Còn chưa giỏi đâu, từ từ tập. Hôm kia anh học bài 1, hôm nay bài 2, hôm nay bài 3. Bài 3 là cái cuộc sống, cái một cái hình chữ nhật kéo theo đường chéo. Mình coi cái xương là một cái hình khối, hình vuông đi. Anh kéo hình vuông theo chiều dọc là thức 1. Rồi cái hình vuông anh chấm bốn góc, anh banh nó ra bốn góc ra, là thức 2 là kéo cung. Còn cái thức 3 là cái hình vuông nó nắm theo đường chéo, kéo dài ra. Kéo hai cái đường chéo, thành ra cái động tác thứ 3 nó có hai cái đường chéo, chéo bên trái, chéo bên phải. Thì cái đó là cái xương mình muốn cho nó tốt, anh phải làm kéo theo chiều dọc, kéo bốn góc, kéo đường chéo là thức thứ 3. Thức thứ 4 là cuốn cái hình chữ nhật, cái hình khối nó phía trên, kéo được hình khối dưới là vừa cuốn tròn vừa kéo giãn là thức thứ 4. Thức thứ 5 là cầm cái hình khối nó quay nhanh nên nó dâng ra. Thức thứ 6 là cái hình khối nó thành cái miếng tôn, nó dọn sóng như miếng tôn cho nó khỏe ra. Thức thứ 7 là cầm cái hình cái cục xương xoắn tới xoắn lui cho cái xương nó khỏe ra. Thức thứ 8 là cầm cái xương dọn xuống đất vậy, thấy không? Một cái xương muốn cho nó tốt phải có 8 kỹ thuật làm cho nó tốt. Thì ta gọi là bát đoạn cẩm, bát là 8. Đoạn cẩm ta ví cục xương, cái xương anh, một cái đốt xương anh giống như một cái hình khối.
là một miếng vải gấm hình du hình chữ nhật. Yeah. Chúng ta dùng 8 kỹ thuật để vô, cái đó là lý thuyết bắt đầu cầm. Yeah. Khi anh học năm thứ hai thì vô lý thuyết cầm thì giảng những động tác này liên quan tới kỳ kinh bắt mạch thế nào, thì cái bài đó lý thuyết. Mà khi anh học rồi anh phải tập ra 192 thức anh tập. Nhiều quá này ạ. Thì học khi mình hiểu đó là khi thằng bệnh nhân vô anh sẽ chỉ nó chữa từng cái đốt sống một. Yeah. Đó là khi anh học lên cao. Yeah. Còn hôm nay tôi chỉ bài thức ba tập như vậy. Yeah. Thức ba tập như vậy. Thức ba là anh để ý nha, nó cũng đứng giống vậy. Thấy chưa? Rồi bắt đầu nó đứng lên, khi đúng vô nè, chuẩn bị bắt đầu cầm. Thức thứ ba này nha, cái tay này úp xuống, hai tay đang để vậy, cứ từ từ chuyển động. Kéo cái này vô giữa, đưa lên đầu và hơi xéo qua vậy. Nghe không? Bây giờ nhón cái tay dưới là cái chân nhón, xô xéo cái này, xô xéo cái này đó. Rồi nha, thả ra rớt xuống dưới, em sẽ thấy hai tay đó đổi màu. Thấy chưa? Thấy tay đâu? Đó phải là ở như vậy đó. Xong đổi bên kia. Nè. Xô. Đó. Cái này là chuyển khí trái phải rồi. Nè, nó đổi qua tay trái nó trắng nè. Thấy chưa? Sao thấy nó lại đổi mà hay? Tập lâu thế có. Từ từ nó sẽ có. Đó là theo cái bài đó. Nên nó chuyển khí qua nửa bên này, nửa bên kia. Thành ra cái chân cẳng mình bên nào thiếu khí mình cho máu này. Màu trắng là khí, màu không có trắng là huyết nhiều. Yeah. Gọi là khí âm dương. Đó làm lại nha, khi tập phát động ấm ba đứng vậy, xuống theo tư thế cỡ ngựa. Yeah. Tay trái tưởng tượng như đè cái gì xuống, tay phải tưởng tượng xô xéo về cái hướng chân trái mình đẩy. Đó. Đẩy xong rồi thả tay rớt theo dòng cung theo phía trước, rớt xuống cái tay thì khí huyết phải đổi màu. Tập dần dần nó quen, đổi bên phải vậy, xô rớt tay xuống cứ vậy thôi. Mà anh tập cái từ từ tới ngày em thấy nó đổi màu là anh thành công. Hay lắm. Ví dụ ngày xưa khi mà học Kim Dung nó nói là tập hồi mặt xanh mặt đỏ là đúng. Đó, anh tập lại đi. Bài hôm nay có nhiêu đó áp suất sau còn nữa. Đó rồi. Đó, đúng. Không, đúng rồi, làm cứ làm đi. Nghe tập đi, tôi sửa. Đứng từ từ. Cái này đó. Xô mạnh lên. Rồi cái rớt theo dòng cung ở trên cong xuống vậy nè, rớt cung xuống. Xuống như cái tay cái kéo vô lại. Đó. Rồi bắt đầu đổi bên này kéo xô bên này. Nô bên này. Thả chân xuống, bọc ra trước, rớt xuống. Đó, tập cứ tự nhiên, đừng có ráng muốn dần 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 thấy nó đổi màu được. Yeah. Ngó cái đổi màu là thành công. Cứ tập hoài, thường thường 365 lần mới thành công. Không có thể làm nhanh được. Tay duỗi tay xô lên, tay xô xuống. Xô hai, xô xéo xong, bọc ở trên rớt xuống. Ngang cái kênh trở về trung bình tấn. Cứ thế cởi ngựa là hết.